Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu Máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến channel của Máy ảnh Lý Biêu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh này nhé. Trên tay mình đây là chiếc máy ảnh của hãng Casio. Tên của nó là Casio EX-FH100. Máy nằm đây nha. Một chiếc máy ảnh rất là xinh của hãng Casio luôn. Thiết kế thì rất là đẹp luôn nha. Mình thích nhất cái phối màu của máy này. Thì kiểu dáng nó rất là sang trọng luôn. Và máy này cầm rất là đầm tay luôn nha. Bên này nó có cái bán này, cái bán tay cầm này, mình cầm nó sẽ đầm tay mà dễ cầm hơn, nó thuận tiện hơn. Máy này có khả năng zoom của nó là 10x nha các bạn. 10x là zoom khá là xa rồi. Máy này có độ phân giải của nó là 10 megapixel, có chức năng chụp ảnh và quay phim. Rồi góc rộng của nó là 24mm. Và có chữ HS tức là chụp liên tục tốc độ cao. Thì máy này một số tình huống các bạn muốn chụp liên tục, chụp tốc độ cao thì rất là ok luôn nha. Và máy này thì nó có thêm mịn da nữa, rất là ok. Đặc biệt là mấy ngày nay thì các bạn nữ yêu thích những và chọn cho mình những chiếc máy ảnh chụp cho cái làn da nó mịn hơn, nó tươi trẻ hơn này đó. Thì đây là những chiếc máy phù hợp với các bạn nha. Thì hôm nay Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết về sử dụng chiếc máy ảnh này. Ok, mời các bạn bắt đầu nhé. Thì các bạn muốn gắn pin cho máy thì dưới này nha. Đây là cái chốt gắn pin nè, các bạn gạt ra đây nè. Thì đây là viên pin của máy. Mình gạt cái chốt này ra thì viên pin nó sẽ chạy ra như thế này nha. Đây là viên pin của máy đây. Các bạn muốn gắn vào chúng ta cầm như thế này nha. Chúng ta cầm như thế này, chúng ta gắn pin vào. Về cái thẻ nhớ thì đây là cái thẻ nhớ này, cái màu xanh xanh là cái thẻ nhớ nè. Các bạn muốn lấy thẻ nhớ ra, mình ấn vào đây một cái mình sẽ lấy ra như thế này nha. Cái thẻ nhớ này có tên gọi là thẻ nhớ SD. Mình muốn gắn vào chúng ta cầm như thế này, chúng ta gắn vào. Sau đó chúng ta đóng nắp lại. Và các bạn ấn vào nút on off này để khởi động nè. Khi mà các bạn khởi động thì nó yêu cầu mình chỉnh ngày tháng nha. Đây là cái màn hình chỉnh ngày tháng. Đây là năm nè, mình bấm lên trên nè. Năm đây là tháng. Đây là ngày. Đây là giờ, đây là phút nha. Mình muốn chỉnh cho nó là cái đây là chỉnh cái ngày theo kiểu là 12 giờ hoặc là 24 giờ thì mình zoom nha. Zoom lên đây nè. Mình gạt đây là chữ AM là chỉnh theo kiểu là hệ 12 giờ, mình gạt qua đây là hệ 24 giờ. Sau đó mình bấm nút apply là nó ok này nha. Các bạn nhìn lên những cái từ ngữ trên màn hình đó, bạn biết sẽ thấy bấm đây là ok nè. Rồi khi khởi động ra thì nó sẽ như thế này ha. Ở trên cái màn hình này thì nó sẽ cho phép mình hiểu được những cái thông tin. Ví dụ như đây là cột báo pin nè. 549 này là số ảnh còn có thể chụp được. Mình đang chụp chế độ là auto, quay ba lăng rồi này kia rất là. Đây là những cái thông tin trên máy nha. Các bạn chú ý đây có chữ gọi là display đây nè. Mình bấm nút display cái, nó sẽ xuất hiện cái này gọi là cái thời lượng quay phim. Nó báo cho mình biết còn có thể quay phim được là 8 phút. Đây là biểu đồ histogram nha. Mình bấm nút display cái nữa thì nó tắt những cái thông tin đó. Bấm cái nữa là xuất hiện những thông tin như bình thường. Khuyến khích các bạn để những thông tin như thế này để các bạn dễ hiểu hơn nha. Rồi đối với cái máy này thì cái nút chụp nó sẽ nằm ở đây nè. Cái zoom xa gần mình gạt qua gạt lại đây nha. Ví dụ như các bạn muốn chụp á, mình bấm nhẹ nút chụp nè. Bấm nhẹ nút chụp thì nó xuất hiện, nó nghe một tiếp và xuất hiện cái ô màu xanh. Các bạn thấy trên màn hình nó có cái ô màu xanh vuông vuông đó, là cái ô lấy nét nha, gọi là cái ô lấy nét. Sau đó mình bấm luôn nha. Các bạn bấm nghe cái cạch là chụp. Đó, mình bấm giữ nhẹ nút chụp sau đó bấm nghe cái cạch là chụp. Rồi các bạn chú ý là bây giờ mình đang chụp cái bàn tay mình nha. Khi mà cái bàn tay mình để gần cái máy nè, mình thấy từ cái máy này cho đến cái bàn tay mình đó, để rất là gần. Khi mà mình để gần như thế nó sẽ không xuất hiện cái màu xanh và nó xuất hiện cái màu đỏ, tức là lấy nét chưa đúng nha. Tức là lấy nét chưa đúng. Thì trong tình huống nào đó các bạn muốn chụp đó, thì các bạn phải chụp đảm bảo cái khoảng cách từ cái máy này đến cái vật thể cần chụp là cái này. Nó sẽ đủ cái khoảng cách xa thì nó sẽ
Nằm trong cái phạm vi lấy nét của nó thì nó sẽ xuất hiện cái ô màu xanh là đúng, còn nếu mà xuất hiện ô màu đỏ là sai nha, là chưa đúng, thì mình đứng xa ra để mình chụp. Thì cái máy này á, là mình muốn zoom đây nha, các bạn gạt lên zoom lên nè, đẩy xa ra nè, đó là zoom. Còn các bạn muốn quay phim thì nút này là cái nút quay phim nha, mình bấm vô đây một cái là nó sẽ quay phim. Nó đang báo đỏ đỏ này là quay phim nè. Nó đang quay phim được là 5 giây, 4 6 giây, 7 giây, 8 giây gì đó, có chữ red là quay phim, cái chữ HD là đang quay phim, chuẩn là HD. Rồi các bạn muốn tạm dừng quay phim, mình bấm nút đỏ này nè. Thì nó sẽ tạm dừng quay phim và nó sẽ lưu vào trong thẻ nhớ. Các bạn muốn xem lại thì bấm vào nút play này nha. Thì các bạn thấy đây là cái này là đoạn quay phim nha, đoạn clip quay phim, có thấy cái hình này là cái quay phim nè. Mình bấm nút qua bên phải này là đây là hình chụp nha, này là hình chụp nè. Đây là những hình mình đã chụp trước đây. Rồi cái đoạn quay phim này á, các bạn muốn chiếu thì bật bạn bấm nút set, các bạn nhìn trên màn hình các bạn sẽ thấy bấm nút set nè. Và đây là đang chiếu lại nha. Các bạn muốn chỉnh cái âm lượng cho nó lớn hơn, mình bấm nút xuống. Ở đây cái chữ menu là tạm dừng, đây nút xuống nè, bấm nút xuống nè. Mình chỉnh cái thang này nè, cái thang này âm thang âm lượng nè. Đó. Thì cái máy này nó quay phim với chuẩn là âm thanh là theo kiểu stereo, hai kênh trái phải khác nhau nè. Thì âm lượng nó sẽ rất là hay, âm thanh nó rất là hay nha. Thì đó là quay phim. Trong cái đoạn quay phim này thì các bạn có thể là tạm dừng hoặc tua tới tua lui nè, những ký hiệu trên đây các bạn nghiên cứu thêm nha. Rồi bấm vào đây là những cái hình ảnh mình đã chụp trước đây. Thì ví dụ như các bạn xem các bạn thấy cái hình này nó hơi xấu đi, các bạn muốn xóa đó, thì mình ở đây có hình thùng rác, bấm nút xuống. Nó cho mình ba cái chỉnh về chức năng xóa. Lên đầu tiên là xóa từng ảnh nha. Ví dụ như các bạn muốn xóa cái ảnh này nè thì mình bấm nút OK. Các bạn tiếp tục lên đây nữa, mình bấm nữa là nó sẽ xóa mất cái ảnh này nha. Còn trường hợp các bạn lên trên này là delete file, delete file là xóa nhiều ảnh do mình lựa chọn, mình bấm nút OK nè. Ví dụ như trên màn hình này nó có rất nhiều ảnh nha, rất nhiều ảnh luôn, mình muốn xóa tấm số mấy đó, mình bấm đây nè, mình bấm chép 1 tấm nè, 2 tấm nè, 3 tấm nè, 5 tấm nè. Đó, ví dụ như trong cái máy này nè, mình đã chụp là 100 ảnh đi, mình muốn xóa tấm số 5, số 7, số 9 gì đó là mình chọn đây. Những cái ảnh nào mà có dấu check này là mình đang chọn để xóa đó. Sau khi mình chọn xong thì các bạn chú ý là chữ set là chữ menu ha. Chữ set này là chọn, chọn hoặc là bỏ chọn, bấm này là chọn, bấm cái là bỏ chọn. Còn menu là thoát ra để xóa. Mình sẽ bấm chữ menu nha, bấm menu nè. Nó thoát ra, nó hỏi mình yes or no, yes tức là đồng ý xóa thì mình chọn yes. Mà bấm nút OK thì nó sẽ xóa nha. Rồi tiếp tục mình bấm nút thùng rác đây thì nó sẽ có ba, nó lên trên cái dòng thứ ba này là delete all file, là delete tất cả. Ở trên này nó sẽ xóa tất cả những hình ảnh mà đang có trong cái thẻ nhớ. Nó báo là delete all files in memory nè, gồm có file hình ảnh, file âm thanh và những cái file mình chụp liên tục. Nếu như các bạn bấm nút set này á thì nó sẽ xóa nha. Và khi nó thực hiện xóa tất cả thì cái thẻ nhớ này nó sẽ trở về giá trị là không, tức là không có hình ảnh nào trong cái thẻ nhớ này nha. Nếu như các bạn chọn Z, các bạn bấm nút OK thì tất cả những hình ảnh nó sẽ bị mất hết. Do đó các bạn lưu ý là khi mà xóa ảnh thì mình thực hiện mình xóa từng tấm nha. Mình nhắc lại đây nè, mình bấm nút xóa đây là xóa từng tấm nè, xóa tấm 1, số 1, số 2, số 3, tấm từ từ mình xóa theo cái ý của mình. Mình lên trên đây là xóa nhiều tấm như mình lựa chọn và lên đây là xóa tất cả nha. Rồi mình bấm, có thể bấm nút chụp này hoặc là bấm nút chụp đây nè, nút này hoặc nút này nó sẽ chuyển về chế độ chụp ảnh. Đây là chế độ chụp ảnh bình thường của máy nhé. Thì cái máy này nó cho phép mình chỉnh về đèn LED. Đây là cái mình bấm nút xuống dưới đây nha. Bấm nút xuống đây thì nó cho phép mình chỉnh về đèn LED đây nè. Đầu tiên này là chế độ Auto LED. Auto LED tức là khi mình chụp ở nơi đủ ánh sáng á, thì nó sẽ không có mở đèn LED. Và nơi thiếu ánh sáng nó tự động mở đèn LED cho mình. Qua đây là Off LED là tắt đèn LED. Qua đây là luôn luôn mở đèn LED. Và đây là đèn LED có chế độ chống mắt đỏ. Bây giờ mình sẽ mở đèn LED để chụp test thử một tấm cho các bạn xem. Rồi, OK thì máy có đèn LED nó OK nha. Cái máy này nó có hai cái nút, nút trái và nút phải nè, bên trái bên phải nè, bên phải bên trái nè ha. Hai cái nút này hiện nay mình bấm qua bấm lại nó không có tác dụng nha.
Tuy nhiên hai cái nút này nó có cái chức năng rất là hay. Hai cái nút này gọi là nút trái và nút phải của máy ảnh Casio hoặc là nút LR nha. Thì Lý Bill có một cái clip hướng dẫn riêng về hai cái nút này, thì mời các bạn xem cái clip đó giúp mình nha. Thì mình giải thích rất là chi tiết hai cái nút trái và nút phải này, các bạn nhớ xem để hiểu về cách sử dụng của hai nút trái và nút phải. Cái máy này có khá là nhiều chức năng chụp ảnh luôn. Đầu tiên ở trên này á, là mình chụp bình thường á, thì nó ra như thế này, cái màn hình nó như thế này ha. Mình ở đây có chữ HS là High Speed, High Speed là tốc độ cao nha. Mình bấm vào đây một cái á, nó chuyển qua là nó để chữ High Speed CS á. High Speed là tốc độ cao, CS là liên tục, là chụp liên tục tốc độ cao. Mình thấy ở đây có hình là nhiều cái ô chồng chồng lên nhau, là tức là nhiều cái hình chồng chồng lên nhau, tức là mình chụp tốc độ cao đó. Bây giờ mình bấm chụp cho các bạn xem nhé. Nó sẽ chụp cạch cạch luôn nha. Đó, nó chụp cạch cạch luôn. Thì trong khoảng là 1-2 giây gì đó, nó chụp rất là nhiều ảnh, nó chụp là mười mấy ảnh luôn. Do nó chụp nhiều cho nên nó sẽ lưu hơi chậm tí xíu. Thì các bạn sẽ chờ nó, nơi chữ BC này là đang lưu hình nè. Đang lưu vào trong máy nha. Rồi ở đây là nó báo cho mình biết đây là giống như là chụp 30 hình trên giây vậy đó, rất là nhanh ha. Thì các bạn muốn tắt chế độ high speed thì mình bấm vào đây một cái, nó tắt chế độ high speed là chuyển về chế độ bình thường. Nó để chữ xíng của shot là chụp một ảnh. Thì cái chế độ mà chụp liên tục này thật ra thì mình ít sử dụng lắm, do đó là các bạn chú ý là mình thông thường thì mình chỉ chụp bình thường thôi, còn những trường hợp đặc biệt lắm thì chúng ta mới chụp liên tục nha. Rồi cái máy này nó sẽ có những chế độ chụp ảnh như thế này. Ở trên đây là chế độ cái hình đỏ này, mình gạt về cái hình đỏ này nha. Thì bây giờ mình gạt qua đây, bây giờ mình gạt lại cái đỏ nè. Gạt lại cái đỏ là để chữ single shot và xuất hiện cái hình này nè, tức là chụp chế độ auto bình thường. Đây là chế độ dễ sử dụng nhất. Nếu như các bạn nào mà chưa biết về gì về máy ảnh á, thì các bạn cứ chuyển về chế độ này thì các bạn chụp nha. Thì đối với chế độ này thì nó sẽ cho phép mình chỉnh nhiều chức năng trong đây nè. Những chức năng trong đây mình chỉnh được vài cái chức năng trong đây nha. Đối với các bạn nào không biết gì về máy ảnh, hoặc là các bạn đưa cho trẻ con chụp, hoặc là các bạn mới tập chơi, thì các bạn cứ chuyển qua chế độ cái hình đỏ này là chụp. Nếu như các bạn chuyển qua đây là BS, là chữ Best Shot. BS là Best Shot nha. Best Shot gọi là các chế độ chụp ảnh riêng biệt được nhà sản xuất thiết lập sẵn. Các bạn có thể bấm vào vặn lên trên chữ Best Shot này nè. Sau đó các bạn bấm vào chữ Set này, thì nó sẽ cho phép mình chỉnh là khoảng là hai mươi bảy, 28 chế độ chụp ảnh nha. Thì mình sẽ giải thích từng cái chức năng trên đây nè. Mỗi lần cái ô đỏ này á, là mình sẽ nói kèm theo tiếng Anh thì các bạn hiểu thêm nha. Ở đây là chụp trẻ con mà tốc độ cao, tức là chụp liên tục tốc độ cao nha. Chụp đây nè. Đó. Mình thấy những cái hình nào mà có cái những cái ô nào mà có nhiều ô chồng chồng lên nhau, tức là chụp nhiều tấm liên tục á, giống như mình vừa bấm cho các bạn xem, nó chụp cạch 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 luôn, là chụp liên tục. Qua đây là chụp bên đây giống như là chụp trẻ con hoạt động, chắc giống như trẻ con mà nó di chuyển này kia đó, mình chụp nhiều ảnh, sau đó mình đem về á, mình chọn những cái ảnh nào đẹp nhất thì mình chọn, còn ảnh nào xấu thì ảnh nào hơi xấu thì chưa đạt thì các bạn bỏ đi. Bên đây cũng vậy luôn, chụp trẻ con á, chụp trẻ con liên tục nhiều ảnh. Qua đây cũng là chụp trẻ con, nhưng mà trẻ con như này, đứa nhỏ đứa lớn này, chụp trong nhà chụp ngoài trời nè. Thì các bạn ba cái chức năng này nó gần như tương đương nhau thôi, các bạn chọn cái nào cũng được nha. Trường hợp mình muốn chụp liên tục, chuyển qua đây là chụp động vật tốc độ cao nha. Cái gì mà nó có chữ CS này là continuous. CS này nè là continuous, là chụp liên tục nhiều ảnh á. Qua đây là chụp thể thao nhiều ảnh. Qua đây là mình quay phim với tốc độ cao nha, quay phim tốc độ cao. Qua đây là động vật, quay phim động vật tốc độ cao. Qua đây là quay phim mà cái người đang chơi thể thao tốc độ cao. Qua đây là chụp trẻ con. Trẻ con mà nó di chuyển này kia, có rung lắc này kia đó. Qua bên đây là high speed, là giống như chụp một cái nơi trên lệch ánh sáng vậy đó. Mình thấy ở trong nhà mà chụp ra ngoài trời đó. Đây là chụp vào ban đêm nha. Đây là chụp ban đêm mà vừa phong cảnh vừa chân dung luôn. Ở đây là chụp ban đêm nhưng là phong cảnh nha. Hai night scene là phong cảnh. Các bạn xuống này là chụp anti-set, là chụp giống như chụp tòa nhà, mình zoom lại và chụp tòa nhà từ xa đó. Qua đây là chụp nguyên gia đình nha. Qua đây là chụp
chân dung. Thì nếu như các bạn chụp chân dung, các bạn chuyển về chỗ này, nó sẽ làm cho cái mình chỉnh, nó sẽ làm da nó sẽ mịn hơn nha. À, mặc nhiên nó sẽ là da nó mịn hơn. Ví dụ như cái này mình bấm lên đây, mình bấm cái gạt qua đây nè, nó sẽ báo cho mình biết là làm cho fresh tone, là fresh tone là cái da nó sẽ mềm mại, nó mượt hơn. Đó. Set Zoom to Telepro Plus Background. Rồi, mình bấm vào đây là chụp phong cảnh bình thường. Chụp phong cảnh vào ban ngày, dập đây nha. Mình qua đây là chụp vừa phong cảnh vừa chân dung, là Portrait with Scenery là vừa phong cảnh vừa chân dung. Mình qua đây là Flower là chụp bông hoa. Qua đây là chụp Nature Green, đó là chụp màu xanh thiên nhiên, màu cây cối thiên nhiên màu xanh đó. Qua đây là chụp cây cối màu xanh mà nó có là trời mùa thu. Qua đây là mặt trời mọc, mặt trời lặn. Đây là pháo hoa. Đây là chụp một cái motion image, là một cái chuyển động. Qua đây là mưu cách CS, là chụp những cái con chim này kia. Nói chung rất là nhiều chức năng, mình cũng không có rành, không nhớ hết được. Qua đây là cũng giống như vậy nha. Rồi, đây là các chế độ chụp ảnh trong máy ảnh Casio FH100. Tiếp theo thì các bạn có thể ở trên đây nè, là thì đối với cái chế độ mà backshot này thì lưu ý là nếu như các bạn thích chụp chân dung thì các bạn chuyển về chỗ này. Chuyển về chỗ này chân dung nè. À, là chụp ảnh nó sẽ đẹp hơn nha, cái da nó sẽ mịn hơn, tốt hơn. Rồi nó sẽ còn ba cái chức năng, là chức năng mà M, S và A. M này là chế độ manual, có thể chỉnh khẩu độ và tốc độ. Các bạn thấy trên màn hình này có chỗ mà đây chứ S và A này là chỉnh khẩu độ và tốc độ nha. Các bạn bấm nút set nè. Ví dụ như đây là chỉnh về khẩu độ, có thể chỉnh là từ có thể chỉnh F3.2 đến hoặc là F7.5 nè. Bấm qua bấm lại đây là chỉnh khẩu độ nha. Còn xuống đây là chỉnh tốc độ. Đúng không, cái này là khẩu độ khi quay phim, khẩu độ khi quay phim nha. Rồi mình xuống đây là tốc độ nè. Tốc độ là tăng giảm nè. Đó là các chế độ về khẩu độ và tốc độ đây nha. Thì đó là mình chỉnh về M. M nó chỉ chỉnh cho phép mình chỉnh khẩu độ và tốc độ. Chuyển qua chế độ chữ S là cho phép mình chỉnh về tốc độ. Tốc độ đây nè, 1/200 nè. Mình bấm đây ha. Mình thuê chỉnh là tốc độ này nè. Đây là tốc độ chụp ảnh. Còn xuống đây là tốc độ quay phim nha. Khi các bạn chuyển qua chế độ chữ A này á, thì cho phép mình chỉnh về khẩu độ. Chữ A Picture, chữ A đó là chỉnh về khẩu độ. Mình thuê chỉnh khẩu độ tăng hoặc giảm đây. Ở trên là khẩu độ quay phim, ở dưới là ở trên này là khẩu độ chụp ảnh, dưới này là khẩu độ quay phim. Thì giải thích luôn á là đối với các bạn nào mà muốn nghiên cứu trải nghiệm hoặc là muốn tìm hiểu về khẩu độ tốc độ của máy ảnh á, thì các bạn sẽ chỉnh ở đây là ba cái chức năng là M, S và A. Còn đối với các bạn nào mới tập chơi, các bạn không thích chỉnh, các bạn muốn chụp cho nó nhanh, cho nó gọn, cho nó lẹ, thì các bạn chuyển cho mình về cái chế độ hình đỏ đỏ này là chế độ auto nè, hoặc là các bạn chuyển qua chế độ backshot để chọn cho mình những cái chức năng backshot. Ví dụ chụp phong cảnh chuyển về backshot phong cảnh, chụp chân dung chuyển về backshot phong chân dung. Còn không, các bạn cứ để là chữ A này. Còn mà A, chế độ mà ASM này là thật sự là dành cho những người nào nghiên cứu chuyên sâu thì các bạn mới sử dụng nha. Bởi vì nó cũng khó hiểu lắm, các bạn nào phải tìm hiểu thêm. Rồi thì đối với cái máy này thì các phím bấm này mình cũng đã hướng dẫn rồi. Các bạn có thể bấm, các bạn có thể mở cái nắp ở đây. Thì cái này là ở đây nó sẽ có một cái cổng này là cổng HDMI để kết nối truyền tín hiệu qua màn hình, qua TV. Còn ở trên này là cổng USB để có thể là sạc, hoặc là có thể sạc hoặc là chuyển hình ảnh vào trong máy tính. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu mua cái sợi dây này thì mình tìm giùm cho nha. Mình bên mình hình như cũng có vài cái sợi dây này. Nó hai sợi dây này, sợi dây này thì mình không ít xài lắm. Hoặc là các bạn muốn livestream á thì các bạn cắm sợi dây HDMI nè, cổng HDMI có thể livestream được. Rồi đó là các chức năng, các phím bấm của cái máy này mình cũng đã giải thích rồi nha. Thì đây là cái clip thứ nhất phần 1. Thì mình xin kết thúc cái phần 1 ở đây và mình mời các bạn xem tiếp phần 2 giúp mình. Ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh. Thì mình xin giới thiệu các bạn, mình tên là Máy Ảnh Lý Bill. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram, cũng tên là Máy Ảnh Lý Bill luôn nha. Thì đây là hai cái kênh của mình.
Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó, thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm. Thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp. Mình có bán máy ảnh phim, máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh. Thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi. Khi mà các bạn có xem clip này thì các bạn sẽ thấy được là kênh của mình là một cái kênh rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp. Khi các bạn có mua máy bên kênh của Lý Bill á, thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn, gồm có máy, pin, sạc pin, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng, gần như là trọn gói luôn nha. Thông qua cái kênh YouTube của mình á, thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào. Ok, nếu như thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh. Cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình á, nếu thấy sự uy tín của mình á, các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn. Trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng Super Thanks trên YouTube nhé. Ok, mình là Máy Ảnh Lý Bill. Các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.